Hello, chào mừng tất cả bạn quay trở lại với channel của mình nha. Rồi thì các bạn ơi, thì nay mình lại có một cái nhớ ra sực nhớ các bạn ạ. Đó thì có một cái bộ đồ độc quyền cực kỳ đẹp luôn. Đó mà mấy nay mình quên các bạn ạ. Thì các bạn nhớ này, sau khi xem clip của mình, xem mình mặc cái bộ đồ này mà đẹp thì nhớ là mua nha. Tại vì nó là đồ độc quyền, không thể mua lại được các bạn ơi. Đó thì đây nè. Đấy, các bạn thì đây là cái món độc quyền mới nhưng mà mình tham khảo rồi thì nó khá là xấu các bạn ạ. Nó không đẹp lắm. Đấy, nhưng mà giá của nó cũng là 100 kim cương các bạn. Nhưng mà đây này, cái bộ đồ mẫu giáo gà con đây nha các bạn ơi. Thì nó chỉ còn có 3 ngày nữa. 3 ngày nữa là hết hạn nha các bạn. Nên là các bạn ấy mua nhá. Thì mình là con trai này, mình sẽ mua cái bộ đồ con trai nha các bạn. Đây nè. Đó thì là nó là bộ đồ độc quyền đấy các bạn ơi. Nếu mà các bạn không mua nhanh thì nó sẽ hết hạn nha các bạn ơi, và không mua lại được đâu. Đấy nên là các bạn cứ hỏi là mình mặc mấy cái đồ độc quyền ấy ở đâu đấy, mua ở chỗ nào, là các bạn mình nói là mình mua đồ độc quyền. Mình mua đồ độc quyền nha các bạn. Đây ok thì mình sẽ mua luôn. Và mình sẽ đi, nay mình sẽ đi chơi mini game nha các bạn. Đó để xem là gặp được bao nhiêu cái map mới. Và mình sẽ cố gắng là lấy hạng 1 mini game nha. Bốc phét ít thôi. Tiệc trò chơi ấy các bạn ơi. Ok mình sẽ mua luôn nè. Đã mua gói set đồ mẫu giáo gà con, có thể xem vật phẩm đã mua tại hộp thư của bạn. Đấy rồi thì mình sẽ vào nhá. Đấy tốn 100 đá quý, 100 kim cương của mình nè. Rồi mình sẽ vào một hộp thư mình nhận luôn nha. Đó gói sản phẩm, trời ơi đẹp quá các bạn ơi. Mình sẽ mở tất cả luôn. Đấy rồi mình sẽ vào mình mục trang trí, mình đổi đồ nhá. Nope. Mình sẽ đổi hai cái món đồ đấy này. Đẹp quá các bạn ơi. Ồ, mình sẽ thay cái cầu vồng này bằng cái đôi cánh thiên thần đi. Ồ, đẹp hẳn các bạn ạ. Uầy, đẹp thế nhở. Đấy, đi được cái bộ áo các bạn. Cái bộ áo với cái túi xách này là quá đẹp luôn này à. Rồi, cái đôi giày chắc mình cũng phải thay đổi cái bớt cái đôi giày đi các bạn ạ. Đó, mình sẽ đổi sang cái đôi giày này nhá. Uầy, nhìn cute xỉu luôn các bạn ơi. Cute xỉu luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi chơi... mini game này, tiệc trò chơi với hai bạn này này. Mình sẽ bảo hai bạn đấy mặc cái bộ đồ giống mình rồi chơi luôn nha. Đấy, bạn ấy cũng mua rồi đấy các bạn ơi. Thì là có Kazami này, với lại cún 2K8 này. Để hai bạn đấy chơi chung với mình nhá. Vào chơi mini game chung với mình nè. Ui, đó các bạn ơi. Đấy, thì các bạn nhìn cái đồ nữ nè. Đồ nữ mình nhìn có vẻ là đẹp hơn cái đồ nam các bạn ơi. Đồ nam mình đội cái mũ to to, nhưng mà đồ nữ là có cái hoa ở trên đầu nè. Ui, đẹp thế. Đó thì ok, mình sẽ vào mini game nha các bạn ơi. Sao mà đó được. Rồi màn đầu tiên các bạn, map mới luôn, chạy trên vách đá băng này. Trời đất ơi, map đầu tiên. Thì map đầu tiên thì dạ khá là dễ rồi. Lấy tận 24 người các bạn ơi, đấy. Lấy tận 24 người, các bạn thấy cái bộ trang phục này đẹp không nè? Ai mà biết được. Quá trời đẹp luôn, mình thấy quá trời đẹp luôn các bạn, nên là mình mới quyết định là mua đấy. Chứ bộ trang phục nào mà xấu mình không mua đâu. Ui mới đầu cho chi là rớt rồi. Mình đang vượt lên. Mình đang vượt lên là không đi đường tắt nha các bạn. Không đi được đường tắt chứ không phải là không muốn đi đấy. Mà là không đi được ạ. Đi là toang. Mình sẽ cố gắng vượt qua mấy bạn này nhá. Ui vượt qua luôn. Đây rồi đoạn này nhá. Đoạn này nhảy lên. Đấy, lên. Chạy đường tắt vô đây một chút. Đó lên, nhảy lên luôn. Đấy thấy chưa các bạn? Các bạn cố gắng khép góc lại. Đấy, chạy cái đoạn này nhớ cố gắng khép góc lại một chút là dẫn đầu lên. Kinh nhé. Map này quá là dễ luôn. Đó, úi bạn ơi, úi giời ơi. Trời ơi, cái này không kịp rồi, không kịp rồi. Trời ơi, nó rơi xuống dưới mất rồi, nhảy lên còn bị kẹt nữa kìa. Úi lắc kìa. Ok, này tiếp tục. Mình đang dẫn đầu nè, bạn kia rơi ngay đằng sau. Ui, sao mình rớt vậy? Trời ơi là trời. Tự nhiên rớt hả? Ôi bạn ơi, né ra đi. Bạn ơi, né đi. Ôi, nhảy lại bị rớt rồi. Buồn thế nhở? Lại bị kẹt. Trời đất ơi, cố gắng là về nhá. Thì đang còn rất là nhiều slot luôn. Mình mới mới có 3 người bạn về đích thôi à. Để xem mình hạng bao nhiêu nhá. Mình hạng 6 các bạn ạ. Màn đầu tiên thì hạng 6 này thấy khởi đầu là không được hạng 1 các bạn ạ. Đáng lẽ là mình được hạng 1 đấy. Thích quái nào về rớt luôn à. Ok thì màn tiếp theo nha.
Rồi màn tiếp theo là màn thứ hai này. Màn thứ hai là bánh xe chướng ngại vật này. Uầy, màn này thì quá là dễ luôn rồi. Đấy, bạn nào mà hay bị rớt cái màn này thì là xem mình nhảy nhá. Mình sẽ bật mí cho bạn cách mình nhảy cái màn này. Đấy, thì rất là dễ luôn. Tại sao mình lại kêu dễ? Đây, thì các bạn xem mình đứng ở cái vòng này luôn nhá. Đây, thì cái vòng này quay rất là chậm luôn. Mình thấy cảm thấy là nó quay chậm nhất ở trong những cái vòng ở trong cái bánh xe quay này luôn ấy. Đó, thì các bạn chỉ việc nhảy lên thôi, cứ đứng ở trong cái vòng này thôi. Xong là chờ mọi người nhảy hết đi xong rồi nhảy nhá. Đừng có nhảy chung nhiều lúc bị đụng vô chân người ta là bị rớt ngay các bạn ạ. Đó, thì các bạn có thể so sánh cái món đồ này với của mình với cái món đồ mới kìa. Đấy, cái món đồ mới là xanh xanh màu lá cây kìa. Thì mình thấy là món đồ đấy xấu lắm. Nope. Cũng là 100 đá quý đấy, nhưng mà mình thấy khá là xấu. Cái mũ ấy rất là xấu luôn các bạn. Cái mũ gà con, bộ đồ gà con này đẹp hơn nhiều. Đấy, các bạn xem kìa. Đấy, trời ơi, nhìn cái màu xanh 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 ấy xấu lắm à nha. Chỉ tiếc là cái bộ trang phục gà này không, gà con này không có cái đôi giày ạ. Độ mà game nó cho thêm cái đôi giày gà con nữa thì ui đẹp hết sảy luôn. Đó, thì các bạn xem nè, mình vừa chơi vừa nói luôn mà chẳng phải lo nghĩ gì các bạn, tại cái màn này quá trời dễ luôn. Đó, ok, xem màn thứ ba nhá. Màn thứ ba là cái màn gì đây? Ồ, màn thứ ba là đua vượt chướng ngại vật các bạn ơi. Đấy, đây là kiểu như parkour đấy, phải nhảy liên tục à. Ok, ok, dễ. Cái màn này mình chơi hoài rồi, dễ. Bốc phét ít thôi. Quá nhỉ các bạn. Chắc chắn là các bạn cũng chơi khá là nhiều cái màn này rồi. Cái màn này nó ra từ lâu đời rồi, quá là dễ luôn rồi. Ok, thì mình sẽ nhảy nhanh nhá. Đó, cái màn này mình sẽ check thử là check trước các bạn. Rồi mới cái map đầu tiên vì cái check để cho nó nhanh, đẩy nhanh tiến độ. Cái này check cái này đi qua luôn ạ. Hay hợp lý thật sự luôn. Bạn này chạy một cái qua luôn ạ. Có lần này là đường tắt này các bạn. Đường tắt này mình nhảy với ít người, đông người dễ bị rớt lắm. Nope. Đó, ui trời ơi, mẹ bạn kia. Bạn kia bạn ấy chạy vô cái chỗ đầu của mình ấy, mình nhảy phát lên đúng ngay chân của bạn ấy luôn. Đó, có cái map này có hai cái đường tắt các bạn ạ. Hai cái đường tắt nhưng mà thôi, mình không dám đi đường tắt đâu. Đấy, cứ chạy bình thường thôi, tại lần này lấy mà tận 12 bạn cơ mà, 12 người. Nên là cứ mình cứ đi đường bình thường thôi. Còn cái đoạn này các bạn nào mà không nhảy được hay bị vấp ấy thì có thể nhìn mình nhảy nhá. Đấy, cứ nhìn thấy bước chân của mình chạy khoảng 2 bước là các bạn nhảy lên thôi, là tới luôn các bạn. Là vừa tầm luôn. Đấy, lần này hành hạng 4 đấy các bạn ơi. Quay gì luôn. Rồi, màn thứ tư các bạn ơi. Màn thứ tư là đua xe tốc độ trên mây nè. Đấy, mình hay gọi cái map này là map con rồng đấy. Ok, ok, ok. Màn này mình chơi được các bạn. Mình có tuyệt kỹ rồi. Đấy, mình sẽ cố gắng lấy cái hạng 1 ở cái map này cho các bạn xem nhá. Tuyệt kỹ là cái gì đây? Đấy, thì các bạn này nhảy liên tục nhá. Không biết như thế nào nhưng mà trong game này các bạn chạy mấy cái mini game này ấy, các bạn cứ nhảy cho mình. Nhảy. Nhảy càng nhiều càng tốt các bạn. Cứ mỗi lần nhảy là mình sẽ vượt người ta một chút. Vượt những cái bạn mà không nhảy nhá. Còn những cái bạn mà cũng nhảy theo giống như mình thì không ăn thua các bạn ạ. Đấy, ok. Đấy, thế giờ mình nhảy liên tục là mình đã lên vượt dẫn đầu rồi các bạn ạ. Chỉ cần là mình không bị vấp là mình về top 1 rồi. Ui, kinh đấy. Hay quá luôn. Rồi mình sắp về đích rồi các bạn ơi. Đây cái đoạn nửa cuối mình nói các bạn này. Đó, đứng sát vô nhá. Đi sát vô hãy nhảy nha. Nếu mà các bạn mà không đi sát vô nhảy là các bạn bị rớt ngay á. Cái màn cuối cùng nha các bạn. Nên nhớ là phải đi sát vô. Còn bây giờ là mình được hạng 1 rồi các bạn ơi. Trời ơi, thích thế nhở. Gari. Rồi cái map tiếp theo, map thứ 5 các bạn ạ. Map thứ 5 là trèo lên tòa nhà đang xây này. Đấy, map này thì rất là nhiều đường tắt luôn. Các bạn nào mà biết những cái đường tắt nào thì có thể comment xuống bên dưới phần bình luận cho mình biết nhá. Ai mà biết được. Rồi, thì cái map này mình cũng biết khá là nhiều đường tắt đấy. Map này không để chơi bằng cái đường thang máy được nha các bạn. Có một cái đường thang máy bên kia kìa. Nhưng mà không được nha. Tại vì lần này lấy có 4 người thôi, mình phải parkour thật là nhiều. Mình phải nhảy thật là nhiều nhá. Rồi, thật là nhanh chứ, quên là thật là nhiều. Ây da, bạn kia bị rớt à, bạn ấy nhảy phát đụng đầu vô cái tường nhà. Hai thật sự, đây là cái đường tắt nè. Nhảy lên luôn, đó. Còn các bạn có người nhảy liên tục, nhảy thật là nhanh. Đây, cái đoạn này nhảy lên luôn là sẽ bớt đi một chút. Nope.
đây rồi. Các bạn nào mà nhảy không quen thì có thể đi bên phải, còn mình quen rồi mình sẽ nhảy bên trái này. Nhảy bên trái này sẽ nhanh hơn nhá. Đấy, còn bạn nào mà muốn nhảy nhanh thì có thể là tập nhảy bên trái này đấy. Chỉ có mấy bước là lên trên đỉnh thôi. Đó, nhưng mà phải quen mới nhảy được các bạn. Không quen là nhảy mãi không lên là còn lâu mới lên được đỉnh cái tòa nhà này các bạn ơi. Đấy, sao có chạy qua đây. Đấy, mình nhảy sau bạn kia mà mình đi trước này. Rồi đoạn này nhảy lên luôn nhá. Nhảy lên luôn này. Rồi nhảy lên. Ôi mình nhảy không tới các bạn ơi. Ôi bạn kia bạn nhảy phát nó vượt qua mình luôn kìa. Chứ không mà mình lấy cái hạng 1 rồi đấy. Ôi mình nhảy lên một cái bạn đấy để vướng ngay cái bạn đấy luôn kìa. Ôi ui bạn kia bị rớt rồi. May quá. Thế thì mình lấy được hạng 2 rồi các bạn ơi. Chắc chắn là lấy được hạng 2 rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Đấy. Chắc chắn là mình đưa vào được vòng trong rồi các bạn ơi. Rồi tiếp theo là cây đeo cún nữa nè. Rồi 4 người. 4 người lên đến đỉnh rồi. Ui giời ơi. Sao lại vào cái map đèn đỏ đèn xanh này. Cái map này thì nói chung là mình chơi cũng khá là giỏi đấy các bạn ạ. Chỉ mong là nó đừng có bị lag game là được. Lần này còn có 4 người thôi, chắc là không bị lag game đâu. Đó, cái màn này có súng đấy. Nope. Bạn kia, trời ơi, đèn lửa đỏ rồi mà vẫn còn chạy à. Nó bắn luôn các bạn ơi. Mình đang dẫn đầu với sao nè. Ấy cha. Chứ chi lửa đỏ luôn vậy thì làm sao mà đủ thời gian nhỉ? Ui lửa đỏ sao lắm vậy? U lửa đỏ tiếp kìa. Ui dồi ôi đau tim các bạn ơi. Đau tim các bạn ơi. Mình sẽ chỉ cho các bạn cái mẹo của cái trò này nhá. Các bạn không phải nghe cần không cần nghe cái âm thanh đâu. Đấy nhá, đấy lúc cái lửa đỏ là con búp bê kia kìa. Nó sẽ quay cái đầu lại các bạn. Các bạn để ý mình cái đầu con búp bê là được. Đó, lúc nó quay đầu lại các bạn dừng lại cho mình là được. Chắc chắn luôn, rồi một bạn nó bị bắn rồi. Các bạn chỉ cần để ý cái đầu của nó lúc nó quay đầu lại thì nó sẽ bị delay một chút. Đấy, các bạn dừng lại luôn cho mình là được nha, không cần phải nghe âm thanh đâu. Đấy, đây là cái mẹo của mình nha các bạn ơi. Rồi chắc chắn mình sẽ về được. Chỉ cần là cái con này nó quay cái đầu lại ít ít thôi ấy. Đấy các bạn thấy là nãy giờ mình đâu có bị phạm lỗi lầm gì đâu. Mình sẽ dừng đúng lúc. Đấy các bạn nhìn cho mình cho nhìn gần này, đấy. Đấy con búp bê nó sẽ quay cái đầu lại nhá. Đấy các bạn nhìn mỗi cái đầu con búp bê là được. Đừng có nhìn chữ lửa xanh lửa đỏ kia là nhiều lúc bị lag các bạn ạ. Rồi ui còn 8 giây ạ. Mình về đích được rồi các bạn ơi. Hạng 1 nè. Bên kia lại. Chả cây đeo cuốn cũng về luôn các bạn ạ. Ghê ta. Thế thì lần này còn 2 người. Chắc chắn là vào cái map cuối cùng kia rồi. Cái map hiếm đấy. Là cái map đấm nhau các bạn ơi. Thấy rồi đúng luôn các bạn. Map đấm nhau thì là có các bạn đã chơi được cái map này bao nhiêu lần rồi thì các bạn có thể là comment xuống bên dưới để bình luận cho mình biết nhá. Rồi mình sẽ cùng với KDL cún này chơi cái map này các bạn ơi. Để xem KDL cún đập kêu nào. Nope. Ui dồi, 0.4 ạ. Trời mình 0.5. Ui trời, đập ghê thế. Ghê thật. Này, ui dồi, 0.411 ạ. Ui mình đã 0.426 rồi. Ui trời, đập nhanh thế. Kinh khủng khiếp. Đập này. Lần này bị mình được nhường các bạn. Lần này được nhường rồi. Mình 0.5 mà. Lần đập chậm nhất của mình luôn á. Này để úi dồi ôi 0.3. Ghê ta. Trời pha đập nhanh nhất của mình các bạn 0.3 kìa. Trời ơi động lực ở đâu. Động lực ở đâu. Nhường anh à. Thế thì thôi mình cũng không đập luôn các bạn. Mình để thử xem là nó sẽ như thế nào nhá. Không đập luôn các bạn. Để thử xem là nó có tính tốt hay là nó làm sao đây. Mình cũng chắc là để im luôn. Không đập. Chết cả hai à. Ui bị thua kìa. Hình như là toi cả hai luôn ấy. Toi cả hai luôn các bạn. Trời đất ơi là không lấy được hạng 1 các bạn ơi. Không sao không sao. Nói chung là hai người cùng chí hướng. Quên. Cả fan của mình ấy, thôi không cần lấy top 1 luôn các bạn ạ. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến cuối clip nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì cuối clip mình sẽ đọc comment của các bạn và mình chọn ra hai bạn may mắn nhất. Mình cho lên TV nè. Đấy, các bạn nhớ là comment xuống bên dưới phần bình luận để được tin lên TV nha. Và nhớ là để lại tên game thì mình sẽ tặng quà cho các bạn nhá. Rồi thì bạn đầu tiên nè. Bạn đầu tiên là bạn KDL Gia Hân nhá. Bạn ấy comment là em chúc anh một ngày vui vẻ hạnh phúc bên gia đình ạ. Quà là mũ yêu tinh, mong anh tặng mãi fan và like video mãi ạ.
Ok, thì đấy là bạn đầu tiên. Tiếp theo là bạn thứ hai luôn nè. Thì bạn thứ hai là bạn Lê Anh Nguyễn nha. Bạn ấy comment là chúc anh một ngày vui vẻ mạnh khỏe, mong anh tặng quà cho em. Quà là vòng thiên thần à. Rồi, mình sẽ tặng quà cho hai bạn ấy nhá. Rồi đây rồi các bạn ơi, mình đã tặng quà cho hai bạn ấy rồi nhá. Bạn đầu tiên là bạn Gia Hân nè. Và đây đây, mình đã tặng cho bạn ấy một cái mũ yêu tinh rồi nhá. Và tiếp theo là bạn Lan Anh vừa nãy nè. Thì mình cũng đã tặng cho bạn ấy một cái vòng thiên thần nhá. Đó, thì nay mình đã tặng quà cho hai bạn rồi. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh cho mình. Và nhớ là comment xuống bên dưới phần bình luận để được mình tặng quà nhá. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem đến cuối clip này. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo vào lúc 11 giờ hàng ngày ngày mai nhá. Bye bye.